Xin chào cả anh em, và anh em sẽ đến với một chế độ cực kỳ hot trong tựa game SC Mobile 24 phiên bản Hàn Quốc. UEFA Champions League sẽ quay trở lại và ngày hôm nay chúng ta sẽ có trận đối đầu vô cùng kinh điển giữa Barcelona và Manchester United. Cầu thủ Manchester United ngày hôm nay họ được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, và đây là khung cảnh tại thành phố Manchester của nước Anh. Một khung cảnh quá đẹp, và nếu mà anh em trực tiếp chơi anh em sẽ được nghe nhạc nữa thì nó còn VIP nữa nha anh em ơi. Ở chế độ UEFA Champions League này, anh em sẽ được chọn một trong 32 đội bóng đã lọt vào vòng bảng của Cúp C1 châu Âu. Các đội bóng được chia làm các sao nha anh em. Sao này thì dựa trên sức mạnh. Ví dụ như những câu lạc bộ hàng đầu thì sẽ có số sao là 5 sao. Bayern rồi cùng với đó là Real, Barca, Manchester City là những đội bóng mà mình nhìn thấy là có 5 sao. Có cả Liverpool nữa. Liverpool thì ra đấu trường C1 vẫn làm cái gì đó, nhưng mà có gì đó sai sai anh em ạ. Sao Liverpool lại được đá C1 nhỉ? Những đội bóng như kiểu là Manchester United hay là Arsenal thì sẽ có số sao là 4 sao rưỡi. Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là 4 sao. Và ở đây thì 32 đội sẽ được chia làm 8 bảng. Mỗi bảng có 4 đội và thi đấu vòng tròn giống như vòng bảng của UEFA Champions League ở ngoài đời. Sau khi mình đã chọn Manchester United và vào đến vòng bảng thì lại không thấy Liverpool nữa nha anh em. Có lẽ là đây là một sự động viên dành cho fan Liverpool mà thôi. Chứ còn thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật là Liverpool năm nay vẫn uống C2 và dành cái suất đó cho Newcastle, cho Manchester United và cho Arsenal. Manchester City thì khỏi phải bàn rồi. Đây đang đánh giá là đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm này. Anh em sẽ được đảo bảng đấu 3 lần. 3 lần random nha anh em. Và đây là khung cảnh đầu tiên sau khi anh em đã chọn bảng. Và như mình đã nói lúc đầu thì mình phải tắt nhạc đi để tránh cái vấn đề bản quyền nha anh em. UEFA Champions League, biểu tượng của giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực châu Âu đã được hiện lên. Và đây, sau khi chúng ta chọn bảng thì bảo chúng ta ngày hôm nay sẽ có MU đối đầu Barca, đối đầu với Braga và đối đầu một đội bóng tương đối ít tên tuổi. Mình thực sự không biết đội bóng thứ tư là đội bóng nào. Còn Braga của Bồ Đào Nha thì là một đội bóng mà cũng thường xuyên có mặt các cấp độ của bóng đá châu Âu rồi. Và chúng ta vẫn đang đợi loạt để đi vào trận đấu. Nhiều anh em hiện tại khi update bản mới, anh em chưa làm quen kịp thì anh em đang chê về đồ họa. Thì mình thực sự mình không biết là anh em chê ở điểm gì, khi mà tại sao mình lại nói như vậy. Thứ nhất là các cái sân vận động thì hiện tại đã bị xóa và bị loại bỏ đi rất nhiều rồi. Thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những sân vận động mới. Và đây là cái đồ họa đơn giản nhất anh em có thể nhìn. Như thế này thì mình đánh giá là một bước tiến của đồ họa chứ không hề là một bước lùi nha anh em. Đồ họa thực sự đẹp. Còn những anh em nào dùng máy yếu mà không thể bật 60fps cũng như là chế độ trung bình khá trở lên ấy, thì cái đi việc anh em chấp nhận đồ họa xấu đấy là chuyện bình thường. Không chỉ riêng game FIFA Mobile Hàn Quốc mà bất kể game nào anh em chơi máy xấu thì anh em vẫn phải để đồ họa ở mức thấp thôi. Mình cũng khuyến nghị anh em là khi anh em chơi game thì cái mức độ tối thiểu là anh em cũng phải bật được 60fps lên. Gameplay thì mình đánh giá là hay. Cho đến lúc này anh em, nhiều anh em thì lại bảo là nó chậm quá, nhưng mà như thế này nó mới giống ngoài đời chứ. Anh em chơi bản cũ anh em đấy là không bao giờ có không gian để anh em xử lý bóng, nhất là những anh em nào đá rank cao, anh em sẽ hiểu là bóng vừa đến chân phát mất luôn. Khi mà đội bạn phi lên như tên lửa, nhưng mà phiên bản mới này có đầy đủ thời gian để anh em có thể chỉnh bóng, để sửa bóng, có thể chuyền bóng một cách hợp lý. Mình nghĩ rằng là cái in-new này là một cái in-new cực kỳ tốt dành cho toàn bộ server nha, kể cả là những anh em nào có đội hình yếu. Mình không hiểu là tại sao anh em lại chê được cái in-new cũng như cái meta này. Thực sự thì đây là bản update cực kỳ lớn trong năm nay và anh em cũng mới có thể làm quen được mấy trận thôi, từ trưa đến giờ, từ khoảng 12 giờ đến giờ. Thế nên là anh em cũng không nên đưa ra những kết luận quá vội như vậy. Thực chất thì game nó như thế này nó mới giống ở ngoài đời. Chứ còn thì những cái tình huống ảo quá thì lại không hay. Và đây là một tình huống power shot thành công, người ghi bàn là Mã Tiến An. Như mình đã nói hôm qua thì mùa thẻ bay của mùa UCL24 năm nay bắt nguồn rất là thấp. Order chỉ rơi khoảng tầm 107, 108, 109 mà thôi. Và đây là cái mức đầu tiên trong cái chế độ UEFA Champions League nha anh em. Nó sẽ chia làm rất nhiều mức ấy. Mức này là mức dễ nhất. Còn lên đến mức cao nhất thì anh em sẽ gặp những cái đối thủ nó mạnh hơn và gặp AI của máy nó khôn hơn. Thì lúc đó anh em có thể test cái trình độ như là thể hiện skill của mình. Đây cũng có thể coi là một chỗ mà anh em có thể luyện tập những tình huống power shoot. Ở thời điểm này mình đánh giá là khi mà góc sút không thuận lợi và anh em căn không đúng lực thì nó cũng không có quá nhiều hậu quả đâu. Đây là một tình huống power shoot rất nguy hiểm, nhưng bóng lại đi lệch khung thành. Và mình cũng khuyến nghị rồi, anh em không nên lạm dụng power shoot quá nhiều. Meta này mình nghĩ rằng là meta của những tình huống ZD đánh đầu thì nó không còn quá nhiều hiệu quả nữa đâu. Anh em nào đã test đánh đầu chưa ạ? Mình thì mình test đánh đầu nhiều rồi, nhưng mình thấy rằng cái khả năng ghi bàn bằng đầu nó bị hạ thấp đi rất nhiều. Và anh em có thể chủ động tăng bóng với những trung vệ tốt. Meta này thì anh em chơi tiền đạo, mình nghĩ rằng những tiền đạo mét 8 bắt đầu có chỗ đứng rồi. Và tất nhiên là thể hình là một lợi thế một tiền đạo rồi, ngoài đời cũng vậy thôi. Tất là những anh em nào chơi một trung phong thì vẫn cần một người có khả năng tì đè. Đây là cầu thủ của Manchester, một tình huống fake shot rất nhẹ nhàng. Tiếp tục là cầu thủ MU và power shoot, một góc
góc sút thuận lợi như này nhưng mà lực không hợp lý là bóng vút lên trời ngay. Thủ môn ở bản mới này cũng là một cái gì đó cực kỳ đáng kể nha anh em, đã được fix rất nhiều. Một tình huống nguy hiểm dành cho tiền đạo áo đỏ và đây là một tình huống power sút thành công. Anh em có thể thấy rằng là cái giao diện này nó cực kỳ giống với lại giao diện UEFA Champions League ở ngoài đời. Một tình huống ăn mừng. Và trong cái chế độ UEFA Champions League này, khi nào mà anh em dừng cái quay chậm lại thì nó mới hết nha. Chứ còn anh em cứ để nó quay chậm là nó quay chậm hơi bị lâu ấy. Nó làm chậm tình huống bóng rất đẹp, mọi góc cạnh và góc bay của thủ môn. Anh em nhìn mình thấy cái chuyển động vật lý như này. Đây mình chưa bật cái tối đa đâu anh em ạ, chưa bật đồ họa tối đa nha. Mình chỉ là cái mốc thứ hai từ trên xuống thôi. Nhưng mà mình đã thấy nó cực kỳ đẹp rồi. Và đây là tình huống thay người của cầu thủ Manchester United, tỷ số là 2-0. Đến bây giờ thì mình cũng đã cho anh em có thể trải nghiệm cái mức đồ họa cũng như là gameplay rồi. Thì không biết rằng là những em nào đã thực sự trải nghiệm được nhiều, anh em có cảm thấy là cái bản này nó có tích cực hay không? Vì đây nó chính là cái bản mà anh em sẽ chơi ít nhất trong vòng 6 tháng nữa là anh em sẽ chơi cái bản y nguyên như thế này. Hy vọng rằng là anh em sẽ đón nhận nó. Còn thì có những cái gì hạn chế thì anh em không hài lòng, anh em có thể comment bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận. Cái này là điều rất dễ dàng thôi. Kênh của mình thì cực kỳ tôn trọng người xem. Trong cái chế độ của UEFA Champions League này còn có một cái nữa là khi anh em vô địch thì sẽ có hình ảnh nâng cúp cực kỳ đẹp nha. Hình ảnh nâng cúp sẽ được mình chiếu cho anh em xem vào cuối trận. Và thực sự thì mình cũng cảm thấy ấn tượng với cái chế độ offline này của FIFA Mobile Nexus. Nhất là dành cho những anh em nào mà ít đá online mà anh em vẫn muốn trải nghiệm một tựa game có đồ họa đẹp thì anh em có thể cân nhắc và chơi cái sự kiện UEFA Champions League này. Khi mà anh em vô địch thì anh em sẽ kèm được những cái phần thưởng kèm theo. Tất nhiên là nó không quá lớn nhưng đó là một cái gì đó để ghi nhận cái sự cố gắng của anh em. Cứ lại đá cả một buổi mà không được cái gì thì nó cũng hơi phí. Đây là một tình huống tạt bóng và nó cũng không mang lại quá nhiều hiệu quả. Ở cái bản update này thì hầu như là mini fake cũng như là bản quyền cũng như là các cái áo đấu của cầu thủ thì đều đã được update theo cái mùa giải mới nhất rồi. Và chúng ta chỉ việc là chơi thôi. Sắp tới thì sẽ có những cái sân đấu mới và mình hy vọng rằng những cái sân đấu ấy nó sẽ cực kỳ đẹp để cho anh em sẽ cảm thấy là game nó đã có một cái cải thiện về đồ họa rất lớn. Bây giờ thì nhiều anh em vẫn đang sử dụng sân mặc định thì chưa cảm thấy quá nhiều đâu. Và say là khi mà trận đấu kết thúc và đồ họa của nó thì mình thấy rằng là nó vẫn giống như bản trước thôi. Nhưng mà góc quay này thì mình thấy là nó vẫn đẹp nha anh em. Còn cái bảng tỷ số này thì cực kỳ giống với lại UEFA Champions League. Nói chung là đây nó mô phỏng hoàn toàn UEFA Champions League ở ngoài đời lên game. Sau khi anh em thắng thì anh em sẽ có 3 điểm. Và ở cái mục này thì nó sẽ có nhiều cái chapter để anh em có thể chỉnh đội hình này. Đây là cái chapter đầu tiên là anh em chỉnh đội hình. Anh em có thể chỉnh các sơ đồ, anh em có thể thay người, anh em có thể thay những cầu thủ mà anh em ưa thích vào. Ví dụ như anh em không thích đá Bruno Fernandes thì anh em có thể thay Mason Mount. Anh em không thích đá Eriksen thì anh em có thể thay bằng Scott McTominay. Sang đến dòng thứ hai chính là các phần quà mà anh em có thể nhận được. Khi anh em vô địch thì anh em sẽ nhận được 250.000 coin, cùng với đó là cái item của UEFA Champions League. Và có thứ ba là lịch đấu cũng như là cái bảng đấu mà anh em đang thi đấu. Đây có cả các bảng khác, nếu anh em muốn xem anh em có thể xem các bảng khác nha. Như ở đây là MU đang dẫn đầu với 3 điểm và xếp cuối là Barcelona. Còn đây, chúng ta sẽ đến với hình ảnh đẹp nhất của ngày hôm nay khi mà Manchester sau rất nhiều năm chờ đợi, họ đã chính thức lên ngôi vô địch UEFA Champions League. Logo của MU đã được treo lên và đội trưởng Bruno Fernandes đã giơ cúp lên rồi. Thực sự đây là một giấc mơ đối với fan của MU khi mà ở ngoài đời thì không biết bao giờ đội bóng này mới có thể vô địch được UEFA Champions League. Hình ảnh cúp vô địch UEFA Champions League được khắc tên của Manchester. Và nếu anh em thấy video của mình hay, bổ ích, hãy cho mình xin một like và subscribe ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.